Thì ra, sống sót trong hoang dã lại có cách chơi độc đáo như vậy. 16 người bình thường không mang theo bất kỳ công cụ nào được đưa vào vùng lạnh của Alaska. Họ sẽ được phân chia ngẫu nhiên vào 4 nhóm. Không có chiêu trò ở đây, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng là có thể nhận được hàng trăm đô. Có lẽ bạn sẽ nói rằng điều này dễ dàng hơn việc sống cô đơn trong hoang dã. Ít nhất không cần phải lo lắng về vấn đề tâm lý do cô đơn gây ra nữa. Nhưng liệu thực tế có đơn giản như vậy không? Họ không chỉ phải đối mặt với thời tiết cực lạnh ở Alaska, mà còn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thực phẩm do số người tăng lên, và phải luôn cảnh giác trước sự tấn công của gấu và bầy sói. Ngoài ra, vì chương trình không có quy tắc cố định, các nhóm thường xuyên cạnh tranh và tấn công lẻn vào nhau. Đó chính là lý do vì sự hợp tác nhóm. Cách xử lý mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên nhóm trở nên cực kỳ quan trọng. Chương trình bắt đầu bằng việc trực thăng thả một lần rơi từ địa điểm xuất phát. 16 người chơi bắt đầu tập trung vào nơi được đưa đến. Ở đây có chứa một số dụng cụ cần thiết để sống sót, cũng như các quy tắc và nhiệm vụ của cuộc thi lần này. Người đầu tiên đến là cô chị mặc áo đỏ, nhận được sách hướng dẫn cuộc thi. Chào mừng đến với thử thách và bạn đang bị mắc kẹt ở hoang dã. Trong trò chơi này, người tham gia sẽ không bị loại bỏ bằng cách bỏ phiếu. Con đường duy nhất là từ bỏ bản thân nếu bạn chọn rời khỏi. Bạn có thể rời bỏ bất cứ lúc nào bằng cách phóng tia sáng lên bầu trời. Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Bạn phải giữ vững vị trí trong đội để chiến thắng trong cả trận đấu. Bạn có thể thay đổi đội bất cứ lúc nào. Nhưng bạn không thể chiến thắng thử thách này một mình. Bắt đầu từ những bộ dụng cụ được cung cấp. Hãy tìm kiếm tài nguyên bổ sung. Hãy chọn ngay một nhóm 4 người. Nghe đến đây, 16 người bắt đầu tự chọn nhóm ngẫu nhiên. Vì không quen biết lẫn nhau, mọi người chỉ có thể chọn nhóm dựa trên ngoại hình và cảm giác. Quy tắc này khiến cho việc chọn đồng đội trở nên không chắc chắn. Nếu may mắn, bạn có thể được ghép với cao thủ để thắng. Nếu không may, bạn sẽ được ghép với người mới và phải đóng vai hỗ trợ. Nhanh chóng, 16 người được chia thành 3 nhóm, chắc chắn bạn sẽ hỏi. Tại sao nhóm 4 người chỉ chia thành 3 nhóm? Bởi vì 4 người còn lại không ai muốn chọn vào nhóm. Cuối cùng, 4 người không ai chọn được buộc phải tạo thành nhóm cuối cùng. Và đó là 4 đứa trẻ xui xẻo này. Kết thúc việc chia nhóm, trận đấu chính thức bắt đầu. Hiện tại còn chưa đầy 1 giờ cho đến khi mặt trời lặn. Hãy nhớ rằng ở Alaska, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất lớn. Điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm địa điểm cắm trại phù hợp để xây dựng nơi trú ẩn. Họ đã kiểm tra trang bị mà nhóm thực hiện đã cung cấp. Trang bị bao gồm một cái rìu, một cây dao nhỏ, một tấm vải chống nước, một cái chăn, một cây đèn pin, cung và 8 mũi tên, và một hộp cứu thương khẩn cấp, còn một que diêm, hai cốc thiếc, một bản đồ và phun xịt chống gấu. Quan trọng nhất là súng tín hiệu được sử dụng để rời đi. Đội Alpha là đội đầu tiên xuất hiện, thành viên bao gồm Ambe, Ju, Justin và Lee. Hãy chú ý đến người tên Ju này. Cô ấy chính là cô gái mặc áo đỏ đầu tiên đọc luật chơi. Rõ ràng cô gái mặc áo đỏ này có khả năng lãnh đạo. Vì vậy, cô ấy tạm thời đảm nhận vai trò đội trưởng. Nhưng đội Alpha nhanh chóng xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Khi họ đi đến một đồi, Ju nghĩ rằng không còn nhiều thời gian, họ nên cắm trại ở đây vào ngày thứ nhất. Nhưng Justin nghĩ rằng địa hình ở đây không đủ phẳng. Anh ấy muốn đi phía sau đồi để tìm kiếm. Nhưng Ju nói rằng hiện tại chỉ còn dưới 40 phút trước khi mặt trời lặn. Họ không còn thời gian để lãng phí nữa. Tình hình trở nên bế tắc một lúc. Ngược lại với đội Alpha là đội Bravo. Đội nhóm này bao gồm Javier, Brian, Corey và team tạo thành. Vì Javier là một chuyên gia có kinh nghiệm sống sót trong tự nhiên. Vì vậy, anh ta tự nhiên được chọn làm đội trưởng. Mọi người đều hiểu rằng theo chuyên gia sẽ có thịt ăn. Do đó, sự hợp tác giữa các thành viên trong đội cũng trở nên suôn sẻ hơn. Họ không mất thêm bất kỳ thời gian nào trong việc chọn địa điểm cắm trại. Dưới sự chỉ huy của Javier, lắp lều trại, thu thập củi để đốt, mọi thứ đều diễn ra một cách trật tự. Nếu các thành viên không hiểu, Javier cũng hướng dẫn cẩn thận. Nơi trú ẩn đã hình thành rất nhanh. Quay về phía đội Alpha, vấn đề chọn địa điểm cắm trại vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Nhìn thấy nếu tiếp tục tranh luận, buổi tối sẽ phải đói đến lạnh. Justin chỉ có thể tạm thời đồng ý với kế hoạch của Ju. Nhưng khi chuẩn bị bắt đầu hành động, thì sinh ly lại biến mất. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng tìm một khu đất phù hợp để xây dựng trại trú ẩn. Trong đội này có 4 người, ngoại trừ Ambe ít nói. Dường như 3 người còn lại đều có suy nghĩ riêng. Niềm vui duy nhất là trước khi mặt trời lặn, đội Alpha cuối cùng đã dựng lên lều. Đội Sarkly là đội thứ 3 xuất hiện. Đội Sarkly bao gồm Nick, Anze, Andrea và Seth. Đội này có một đội trưởng chém gió là Nick. Vì sao lại nói anh ấy là đội trưởng chém gió? Bởi vì trong đội có Anze cũng muốn làm đội trưởng. Nick cho rằng anh ấy là người mạnh nhất trong đội. Vì vậy, anh ấy thích sắp xếp công việc cho đồng đội. Nhưng đây chính là điều Anze không thể chịu đựng nhất. Cô ấy đặc biệt ghét những người mạnh mẽ không lắng nghe tiếng nói của phụ nữ. Đội Sarkly nhanh chóng tìm thấy một khu vực phẳng, buộc dây vào hai cây, đặt tấm vải chống mưa lên trên. Một cái lều cơ bản nghiêng đã hoàn thành.
Nick lại dùng rìu cắt một số cọng gỗ để cố định phần dưới của tấm chắn mưa vào đất. Dù cho mưa cũng có thể giữ cho nơi trú ẩn khô ráo. Sau khi có nơi trú ẩn, vấn đề đốt lửa sẽ được xem xét. Nick dự định sắp xếp một vòng đá trước nơi trú ẩn để đặt đống lửa trên đá. Anh ta yêu cầu Anze đi thu thập đá. Anze ngay lập tức đáp lại rằng tôi không biết nơi nào có thể tìm thấy đá. Điều này khiến Nick ngay lập tức cảm thấy không hài lòng một chút. Anh ta không thích những người không đóng góp và hay than phiền. Trong khi Anze làm việc cho đội bảo vệ Texas, bởi vì lời nói của phụ nữ thường không được coi trọng. Vì vậy, hành động của Nick cũng khiến cô ấy khá không hài lòng. May mắn là trong đội có một phụ nữ khác nữa. Nếu không, cô ấy không biết làm sao để tiếp tục. Andrea là người lớn tuổi nhất trong đội Sarkly. Cô ấy cảm thấy mình có thể trở thành chất kết dính của nhóm với sự dung hòa hơn. Vừa xây dựng xong nơi trú ẩn và cầu vồng xuất hiện ở hẻm núi, đội Sarkly tin rằng điều này là điềm lành từ trời, sẽ báo trước chiến thắng cuối cùng của họ và giành được $1,000,000. Đội Delta là đội cuối cùng xuất hiện. Đó chính là bốn người mà bất kỳ nhóm nào cũng không muốn từ đầu. Đội này bao gồm Jordan và Don, Joel và Paul cùng nhau tạo thành một đội khá thú vị. Sau khi hiểu biết lẫn nhau, mới biết rằng Jordan là một người lính, Don là đầu bếp, còn Jordan là kỹ sư, còn Paul là một thợ săn. Sự kết hợp hoàn hảo như vậy thật không thể tin được. Ai ngờ bốn người mà mọi người đều ghét lại trở thành bộ tứ hoàn hảo nhất. Có thể họ ban đầu bị mọi người ghét. Vì vậy, bốn người không có bất kỳ thái độ kiêng kỵ nào. Mọi người bù đắp cho nhau và nhanh chóng hòa nhập vào vai trò của mình. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Jordan, anh ấy được bầu làm trưởng nhóm Delta. Nơi trú ẩn của nhóm bắt đầu từ một cột gỗ. Đội ngũ hợp sức cùng nhau. Chưa tốn nhiều thời gian, nơi trú ẩn đã bắt đầu hình thành. Khi nơi trú ẩn sắp hoàn thiện, Paul có kinh nghiệm săn bắn được gửi đi làm bẫy để bắt sóc. Kỹ sư Jordan đang bận rộn thu thập vật liệu để châm lửa. Khi ngày thứ nhất sắp kết thúc, dường như bốn người mà mọi người ít kỳ vọng nhất lại đang dẫn đầu. Còn khoảng 10 phút trước khi mặt trời lặn, nhiệt độ đêm ở Alaska có thể xuống dưới 0 độ. Cách duy nhất để chống lại cái lạnh là đốt lửa. Nhưng ở đây không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Việc tìm nguyên liệu để đốt lửa khá khó khăn. Một số đội không tìm ra cách giải quyết vấn đề ẩm ướt. Họ không thể đốt lửa bằng cách nào, mặc dù là cỏ khô hoặc bào gỗ. Cuối cùng, Javier của đội Sarkly vẫn tinh danh hơn. Anh ta lấy bông từ hộp cứu thương làm dây nổ, nhanh chóng giải quyết vấn đề châm lửa. Javier trích dẫn lời của cù trọng xoay rằng không cấm là có thể làm. Mục đích chính khi đến đây là sống cố gắng nhất có thể và đạt được. Không chỉ có đội Bravo nghĩ ra cách này, đội Delta cũng nghĩ đến việc sử dụng bông để châm lửa. Đội Alpha và đội Bravo không châm lửa thì thật là thảm hại. Lúc 10 giờ tối, nhiệt độ gần bằng 0 độ C, một vài người run rẩy trong lều, chỉ có thể ôm nhau mới ấm hơn một chút. Và đêm ở Alaska nguy hiểm không chỉ vì nhiệt độ thấp, thành viên của đội Delta rõ ràng nghe thấy tiếng động của động vật lớn xung quanh. Và khu vực này chính là nơi có mật độ gấu nâu cao nhất trên thế giới. Đội Delta buộc phải chia ra một thành viên trực đêm. Đồng thời, đội Bravo cũng liên tục nghe thấy tiếng gầm của gấu nâu. Và như vậy, bốn đội nhóm đói khát đã trải qua đêm đầu tiên khó khăn. Đội có lửa thì ổn hơn, đêm không quá lạnh. Đội không có lửa sống thật là thảm hại. Đội Sarkly uống một ít nước xương thu thập từ cây thông. Tiếp theo, họ bắt đầu tìm kiếm một nơi phù hợp hơn để cư trú lâu dài. Theo bản đồ, gần đó có một con suối không xa. Dựa vào kinh nghiệm đánh giá, đó nên là nơi phù hợp hơn để cư trú. Và việc lấy nước và thức ăn từ nơi có nước cũng sẽ thuận tiện hơn. Sau khi quyết định kế hoạch, mọi người bắt đầu ra đi. Trên đường, họ gặp một con suối. Nick nói rằng dù là nước sạch, ở ngoài trời cũng cần phải cẩn thận. Không ai biết liệu có hải ly sống ở trên hay không. Và nước cũng có thể chứa vi khuẩn G-Asia hoặc vi khuẩn E. coli. Nếu bị nhiễm sẽ phải từ bỏ cơ hội giành giải thưởng $1,000,000 và nói lời tạm biệt. Nhưng lúc đó, Andrea trong đội đã uống một cốc đầy mà không ai để ý. Andrea cho rằng nước rất sạch và vẫn đang chảy, uống không có vấn đề gì. Còn Nick cảnh báo rằng mọi người nên cẩn thận. Quay trở lại đội Alpha, do ngủ trên dốc đêm qua, không ngủ ngon và đau lưng. Điều này khiến các thành viên đội không hài lòng với sự lựa chọn của Du. Sau đó, một số người còn lại đã thỏa thuận đi dạo dài bãi biển thử tìm một nơi. Đồng thời, đội trưởng cũng được thay thế bằng Lee từ hải quân lục chiến trước đây. Nhưng rõ ràng, Du mạnh mẽ không phải là một người chỉ biết tuân thủ. Nguy cơ hợp tác trong đội vẫn còn tồn tại. Khi họ bước ra khỏi rừng và nhìn thấy bên kia có đám lửa bốc lên, tâm trạng than phiền lẫn nhau trong nhóm tăng lên. Thành viên Ambe nói rằng đây không phải là điều tồi tệ nhất mà cô từng trải qua. Trước đây, Ambe đã bị bạn trai giơ súng vào đầu. May mà bạn trai bắn súng kém. Khoảng cách 5 mét đã giúp Ambe thoát chết. Vì vậy, đừng bỏ qua cô ấy chỉ vì cô ấy ít nói. Con đường di cư ướt và trơn trượt. Đi trên tảo biển giống như đi trên sàn trơn. Cuối cùng, đội Alpha đã tìm thấy một nơi có thác nước. Ít nhất có nước sạch, không cần lo lắng về nguồn nước. Du nghĩ rằng nơi này trước mắt không tồi. Chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể cắm trại. Khi mọi người đang thảo luận, họ nhận ra Lee đã biến mất. Đội trưởng mới này dường như thích ở một mình hơn. Đội Bravo sau một đêm dài lạnh lẽo quyết định nghỉ ngơi tạm thời.
Brian và Corey đã thu thập một số quả việt quất. Xavier và Tim đi khám phá bãi biển. Ở đây có nhiều sò điệp, nhưng hai người không biết liệu có thể ăn được những con sò này không. Xavier lấy một con và liếm qua. Anh ấy nói nếu sau nửa giờ không cảm thấy tê miệng thì có thể ăn. Nếu tê miệng sau khi ăn sò điệp thì có 50% khả năng gặp Chúa. Tìm thấy thức ăn nhưng khó xử vì chưa có lửa. Vì vậy hai người thu thập sò điệp rồi quay trở lại trại để châm lửa. Hiện tại đội Delta là nhóm thoải mái nhất. Họ không chỉ có lửa mà còn tìm thấy nguồn nước gần đó để đun nước uống. Tiếp theo là việc củng cố nơi ẩn náu và tìm kiếm thức ăn. Jordan mang theo cung tên vào rừng để săn hươu. Paul tiếp tục cài đặt bẫy. Anh ta phát hiện một cái bẫy đã bị kích hoạt từ hôm qua. Nhưng đáng tiếc là con mồi lại trốn thoát. Và xung quanh còn có nhiều phân gấu. Điều này cũng chứng minh âm thanh nghe thấy đêm qua là của gấu. Don và Jordan muốn xác định vị trí của đội khác thông qua nơi có khói. Nhưng sau khi nhìn quanh, họ không thấy nơi nào khói. Vì vậy, họ đoán rằng đội khác chưa đốt lửa. Điều này khiến họ tự tin hơn về việc giành được giải thưởng triệu đô. Sau đó, họ cũng tìm thấy một số con sò trên bãi biển. Quay trở lại đội, họ nấu một nồi đầy. Đội này cũng là đội đầu tiên trong 4 đội ăn được thức ăn. Có người vui thì cũng có người buồn. Đội Charlie vẫn gặp rắc rối. Mặc dù họ tìm được nơi cắm trại mới và thành công đốt lửa, nhưng Andrea, người uống nước sống, cuối cùng không thoát khỏi định luật sinh tồn. Màn cảnh nôn mửa. Trong một ngày không thể ăn hoặc uống, sau khi nóng một số giờ, Andrea cảm thấy bắt đầu bị mất nước.